Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán nhâm dần vui tươi, đầm ấm và an toàn, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thành phố Sơn La tập trung thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các xã phường tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, lập danh sách cụ thể người đủ điều kiện tiêm chủng, thông báo rộng rãi lịch tiêm vaccine thông qua tổ COVID cộng đồng, hệ thống phát thanh, mạng xã hội để người dân được biết, đồng thời tổ chức tiêm chủng tận nhà cho nhóm người yếu thế, người tàn tật, người cao tuổi, bảo đảm tất cả người dân đều được tiếp cận với vaccine. Trong triển khai cái phòng chống dịch này, có lịch trực tiết cụ thể cho từng cán bộ, phối hợp với bên ban chỉ đạo để tuyên truyền cho nhân dân để phòng chống dịch bằng cách xuống từng ngõ ra từng nhà, tuyên truyền thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế khắc phục những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhân sự ngành y tế còn mỏng so với tổng dân số của thành phố. Đội ngũ cán bộ y tế của thành phố đã cùng các ban ngành đoàn thể đẩy nhanh tiến độ tiêm và tổ chức tốt công tác tiêm chủng. Đến hết tháng 1 năm 2022, thành phố đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tiêm mũi 1 vaccine cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, với tỷ lệ đạt 98,5%, mũi 2 đạt trên 92%. Mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đạt 99,9%, mũi 2 đạt gần 95% công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn hiệu quả không có trường hợp phản ứng nặng cũng như tử vong sau tiêm